Chào các bạn, mình tên Hải. Hôm nay mình giới thiệu mấy bạn về một số cái nguyên lý và cơ cấu của cái hệ hàng siêu âm. Thì công ty Vietsonic được thành lập nay cũng khoảng 6-7 năm rồi, tính đến 2020 thì cũng có những nghiên cứu từ cơ bản đến nâng cao cho cái việc thiết kế chế tạo hệ hàng siêu âm. Thì trên tay mình là một số cái sản phẩm tiêu biểu của công ty Vietsonic, ví dụ như máy hàng nhựa siêu âm digital hoặc cơ, có một số cái sản phẩm khác như là máy trích ly, máy khuấy phân tán nano và máy cắt siêu âm, máy hàng cầm tay, máy cắt cao su, cắt bánh thực phẩm. Rồi ở đây có máy hàng máy thiết bằng siêu âm. Thì hàng máy thiết thì thường dùng để hàng dây nhôm với dây đồng. Đây là một cái bể hàng máy thiết. Thì công ty Vietsonic là chuyên về thiết kế chế tạo hệ hàng siêu âm. Thì nó rất là nhiều ứng dụng như bạn thấy rồi đó ha. Thì trong đây là cái chi tiết quan trọng nhất là chi tiết khuôn hàng siêu âm. Thì để chế tạo một chi tiết khuôn hàng siêu âm á, thì dựa vào một cái sản phẩm mình yêu cầu, khách hàng yêu cầu, thì mình từ đó mình mới thiết kế chế tạo ra cái khuôn hàng siêu âm. Thì đây là một cái mô hình của cái khuôn hàng siêu âm nè. Rồi sau đó mình dùng cái phần tử khuôn hàng để mình phân tích. Phân tích chủ yếu là phân tích ứng suất và biên độ làm việc, để cuối cùng mình được cái sự phân bố đồng đều về biên độ trên bề mặt của cái khuôn hàng. Thì cái bề mặt này nó rất là quan trọng để nó đảm bảo chất lượng của toàn bộ bề mặt sản phẩm hàng ra được cái chất lượng đồng đều ha. Thì đây là khuôn hàng gọi là khuôn hàng bản rộng. Đây là khuôn hàng bản rộng nhưng mà hai kích thước nó theo chiều X chiều Y tương đối bằng nhau. Một cái sản phẩm khác là khuôn hàng tròn ha. Đó là một số sản phẩm. Thì trên khuôn hàng người ta có thể gia công cái phần răng ha. Răng để tạo ra được cái mối hàng. Thì ở đây mình có cái transducer ha. Rồi mình có booster, rồi mình có nguồn phát. Thì ngoài ra những cái linh kiện hoặc là chi tiết hàng siêu âm này là mình có thể ứng dụng vô trong một số dây chuyền sản xuất, ví dụ như là dây chuyền sản xuất túi vải không dệt ha, thì cũng ứng dụng mình để hàng siêu âm. Ở đây một số túi vải không dệt. Thì đây là sơ bộ về những sản phẩm của công ty Vietsonic ha. Thì các bạn có điều kiện thì ghé truy cập website là vietsonic.vn. Để trên đó mình có thể đao cái catalog này về đó, hoặc nếu có thông tin khác thì mình có thể liên hệ qua email là info.vietsonic@gmail.com.